xin trân trọng kính mời anh Đặng Viết Sang hiện là chủ nhiệm tập đoàn Điện Quân thay mặt cho đại tá Nguyễn Đình Dũng và ông hội trưởng tổng hội Điện Quân và những quan viên và hải ngoại lên đây đọc bí quan chia buồn với bà và phụ của chúng ta Ngô Minh Ngọc và gia đình. Trân trọng kính mời anh Đặng Viết Sang.